Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố kết quả xét tuyển học bạ năm học kỳ đợt 1 và 2. Tương bừng cuộc thi hùng biện tiếng Nhật của Trường Đại học Văn Hiến. Định hướng giáo dục nghề nghiệp cần hiện đại hơn trong thời đại 4.0. Đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo, giải mã cần khác nguồn nhân lực ngành du lịch. Trường học tương lai, tam giác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Khánh Tường kính chào quý vị khán giả, quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh đang đến với Vững Bước Tương Lai, chương trình truyền hình chuyên về đào tạo, tuyển sinh, hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Và ngay sau đây, Khánh Tường xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin giáo dục và tuyển sinh đáng chú ý trong tuần. Kính thưa quý vị, vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật mở rộng lần thứ 3 năm 2023 chính thức diễn ra tại Trường Đại học Văn Hiến. Cuộc thi với sự tranh tài rất hấp dẫn của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội trường Trần Hưng Đạo ở campus Trường Đại học Văn Hiến, không khí của ngày cuối tuần trở nên vô cùng sôi động với cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật mở rộng được tổ chức bởi khoa Đông Phương Học Trường Đại học Văn Hiến. Với mục đích xây dựng hoạt động thực tế mang tính học thuật cao, là sân chơi học thuật bổ ích giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm và thể hiện năng lực Nhật ngữ thông qua việc thi viết và thuyết trình tại cuộc thi. Cuộc thi cũng tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và mở rộng mối quan hệ với sinh viên các trường đại học có cùng ngành học trên địa bàn. Đồng thời qua đó giúp các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật, Nhật Bản học, Đông Phương học và các ngành học liên quan có cơ hội giao lưu học thuật, học hỏi lẫn nhau, từ đó kết nối các sinh viên lại với nhau thông qua sở thích chung về ngôn ngữ. Sau vòng sơ khảo với nhiều bài thi gửi về, ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 bài thi xuất sắc nhất để dự thi vòng chung kết. 8 bài thi đến từ 8 thí sinh của 7 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Đại học Văn Hiến, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mở, Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lạc Hồng, Đại học Kinh tế Tài chính và Trường Cao đẳng Công thương. Trong vòng chung kết, Phó lãnh sự quán Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Fujita Kenji cũng đã có mặt để ủng hộ cho các thí sinh. Với chủ đề Điều quý giá nhất đối với tôi, các bạn thí sinh đã trình bày suy nghĩ, quan điểm của mình. Điều quý giá nhất của các bạn có thể là gia đình, là sinh mệnh hoặc một đồ vật có ý nghĩa quan trọng, lưu giữ kỷ niệm hay một cột mốc đánh dấu trong cuộc đời của mình. Vòng chung kết chính là cơ hội để 8 thí sinh thể hiện hết khả năng của mình về học thuật, kỹ năng hùng biện, tinh thần tự tin trước đội ngũ ban giám khảo có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn về Nhật ngữ. Kết quả chung cuộc, sinh viên Trần Cẩm Ly, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành được giải nhất của cuộc thi. Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh viên khoa Đông Phương học Trường Đại học Văn Hiến đã giành giải nhì của cuộc thi. Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ rất phổ biến được giới trẻ yêu thích. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang có sự đầu tư rất mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam. Thông qua cuộc thi này, các bạn sinh viên giỏi tiếng Nhật đã có thêm kiến thức, cái nhìn sâu rộng về văn hóa, ngôn ngữ Nhật Bản, từ đó có thể định hướng cho bản thân khi làm việc trong tương lai. Kính thưa quý vị, vừa qua, Trường Trung cấp Việt Giao đã tổ chức buổi hội thảo, gặp gỡ và chia sẻ cùng với nhiều trường trung cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đem giáo dục nghề nghiệp truyền thông rộng rãi theo xu hướng hiện đại và gần gũi hơn với học sinh. Các trường đã mạnh dạn đề xuất nhiều hướng đi mới lạ, mạnh mẽ và phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Tại buổi trao đổi, đại diện các trường trung cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ nhiều quan điểm về hướng đi truyền thông cho giáo dục nghề nghiệp, nhất là khi xã hội ngày càng công nghệ hóa. Buổi sinh hoạt đã đưa ra những đề xuất, phương án giải bài toán hóc búa của ngành giáo dục nghề nghiệp như cơ hội hướng đi cho học sinh tốt nghiệp trung cấp liên thông lên đại học chính quy, công tác giảng dạy nghề ở Việt Nam trong thời đại mới, cơ hội cho các học sinh sinh viên tốt nghiệp trung cấp có công việc đạt thu nhập cao, một số kỹ năng quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, marketing và truyền thông trong công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường trung cấp không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang giá trị cho xã hội. Mục tiêu đào tạo nghề không chỉ giúp phát huy năng lực của học viên, sinh viên mà còn là những kỹ năng phát triển và tự phát triển của bản thân. Người học sau khi tốt nghiệp sẽ có tư duy sáng tạo nhạy bén, dễ dàng tiếp cận với nền kỹ thuật hiện đại cũng như đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao của xã hội. Trường trung cấp Việt Giao không đóng khung trong các bức tường của giảng đường, lớp học hay phòng thực hành, mà đã mở rộng kết hợp với các doanh nghiệp và thị trường lao động để trở thành một hệ sinh thái giáo dục, góp phần cơ cấu ngành nghề, tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao cả lý thuyết lẫn thực hành và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đã chính thức công bố kết quả xét tuyển học bạ năm học kỳ đợt 1 và đợt 2 thông qua trang web chính thức của nhà trường tuyểnsinh.siu.edu.vn. Nhà trường sẽ tiếp tục mở đợt xét tuyển học bạ năm học kỳ đợt 3 từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Đồng thời, SIU đã chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 với điều kiện tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 và phải xếp loại hạnh kiểm từ loại khá trở lên. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả lớp 12 đợt 1 sẽ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023. Các thí sinh đăng ký xét tuyển trên website chính thức của nhà trường hoặc liên hệ qua các kênh thông tin như fanpage, hotline của nhà trường để được tư vấn cụ thể nhất. Năm 2023, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU sẽ tuyển sinh thêm 2 ngành học mới là ngành Đông Phương học và ngành Thương mại điện tử. Tại Việt Nam, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản cho chuyên ngành Thương mại điện tử vẫn còn chưa nhiều. Vì vậy, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã tổ chức đào tạo và hứa hẹn sẽ đưa ngành học này thành một ngành trọng điểm trong tương lai. Cùng với đó, ngành Đông Phương học của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng được xem là ngành học tiềm năng vì sự phát triển của những nền văn hóa Á Đông tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Và ngành Đông Phương học với rất phong phú các vị trí công việc, sinh viên tốt nghiệp có thể làm trong các tổ chức nhà nước của Việt Nam như các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện nước ngoài, công tác tại các cơ quan thông tấn báo chí, các đài phát thanh truyền hình trung ương lẫn địa phương. Kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo, Khánh Tường xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung đáng chú ý của tiểu mục đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo. Quang Lộc xin kính chào quý vị đang đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững bước tương lai. Kính thưa quý vị, sau dịch Covid-19 thì nhiều ngành nghề đang trên đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế cả nước cũng bứt tốc và trở lại nhịp sống bình thường. Chỉ trong quý 1 năm 2023 thì Việt Nam đã đón tiếp 2,7 triệu lượt khách quốc tế, gấp 29,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 30% kế hoạch năm. Trong khi đó thì tổng lượt khách quốc nội cũng đạt 27,5 triệu lượt và trái với nhiều dự đoán là sẽ dư thừa nguồn lao động sau dịch Covid-19 thì hiện nay nhiều doanh nghiệp du lịch đang cho rằng họ đang ở trong một cơn khát nguồn nhân lực. Và để tìm hiểu cũng như giải đáp những thắc mắc về vấn đề này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai chuyên gia trong lĩnh vực này. Đầu tiên xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Khách mời thứ hai xin được giới thiệu Tiến sĩ Vũ Quốc Khánh, Trưởng khoa Du lịch Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến cho thầy Phạm Hồng Long. Thầy có thể chia sẻ những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng hiện nay đang khát nguồn nhân lực, đặc biệt là trong ngành du lịch không ạ? Trên thực tế mà nói thì hàng năm ấy, cái nhu cầu của thị trường là khoảng độ 40.000 nhân lực du lịch. Nhưng hiện nay trên cả nước thì với lại hơn 200 cơ sở đào tạo các bậc khác nhau về du lịch từ trung cấp cho đến cử nhân cho đến các cái chương trình thạc sĩ, tiến sĩ thì hàng năm ấy, ngành du lịch Việt Nam ấy, mới chỉ cung cấp được khoảng độ 24.000 lao động cho lĩnh vực du lịch. Như vậy để nói rằng hàng năm bản chất của cái việc đào tạo cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường là chúng ta đã thiếu hụt khoảng độ 18.000 lao động trong lĩnh vực du lịch rồi. Thế thì có hai cái nguyên nhân chủ yếu chúng ta phải đề cập ra. Thứ nhất là cái nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân từ chủ quan, từ cái góc độ của những cái người học về lĩnh vực du lịch này. Ở Việt Nam chúng ta là một cái xã hội trọng bằng cấp, nhưng mà cái bậc thấp hơn, ví dụ như là trung cấp hay là cao đẳng thì cũng rất là thiếu, và kể cả lĩnh vực đại học thì cũng rất là thiếu. Nghĩa rằng là người ta còn trọng các cái bằng cấp ở các cái lĩnh vực khác hơn lĩnh vực du lịch, trong khi đó họ không hình dung được rằng là lĩnh vực du lịch là một cái lĩnh vực rất là thiếu nhân lực, và cái bằng cấp của lĩnh vực du lịch càng ngày càng được trọng dụng. Thì đấy ở góc độ chủ quan. Còn ở góc độ khách quan thì chúng ta phải hình dung rằng cái đại dịch Covid-19 nó gây ra những cái tác động về mặt tâm lý rất là lớn cho những cái đối tượng lao động trong lĩnh vực du lịch, cũng như những cái người có nhu cầu học về du lịch. Vì là trong một thời gian dài ấy, Covid nó làm ảnh hưởng dẫn đến họ chuyển nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, hoặc là rơi vào cái tình trạng coi như là thôi việc một thời gian nhất định. Và đối với người chưa đi học thì họ có một cái tâm lý là e ngại, vì nếu như mà học xong du lịch thì liệu rằng cái tình trạng Covid nó hết chưa, hoặc là sau nó có ổn định hay không. Vậy thưa thầy Khánh, cương vị là những đơn vị đào tạo, đặc biệt là các trường đại học, thì theo thầy sẽ phải làm gì để có thể thu hút được nguồn nhân lực và bổ sung cái nguồn nhân lực cho ngành du lịch ạ? Có hai vấn đề, đó là gì, vấn đề số lượng là chúng ta đang thiếu, và vấn đề chất lượng chúng ta cũng thiếu. Thì chúng tôi nhận thấy là gì, là làm sao phải tập trung, thứ nhất là đào tạo, làm tốt công tác tuyển sinh để chúng ta có được cái lượng sinh viên cũng như cái lượng học viên để theo ngành. Thứ hai là gì, là vấn đề chất lượng, để nâng cao được chất lượng đào tạo thì thật sự mà nói nó có nhiều vấn đề. Thì chúng tôi tập trung đầu tiên là đội ngũ giảng dạy, tức là chúng ta phải tuyển chọn lại, ra lại hết cái khâu tuyển chọn giảng viên nào để đến dạy cho học viên cái chương trình đào tạo, để cập nhật lại từ kiến thức cũng như bổ sung để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu thực tế. Tôi lấy ví dụ,
trước đây chúng ta không có dạy về du lịch tâm linh. Đó, bây giờ chúng tôi phải bắt đầu đưa cái học phần du lịch tâm linh vào. Trước đây chúng ta không có học phần mà du lịch chăm sóc sức khỏe. Bây giờ chúng tôi phải đưa du lịch chăm sóc sức khỏe vô. Đó là những cái mà chúng ta phải đón đầu. Các nước như Thái Lan là vì nó đã đi đầu, đã đón những nguồn khách mà gì, đặc biệt là khách quốc tế, là đến để du lịch tâm linh, đến để làm gì, để du lịch chăm sóc sức khỏe và phát triển rất tốt trong đó, và chúng ta thì đang chập chững. Rồi ngoài ra chất lượng thì là nhìn có nhiều cái giải pháp là bắt buộc chúng ta phải học đi đôi với hành, để cho các em được đến với các doanh nghiệp để thực tập, thực hành. Sau đó là hoàn toàn các em sẽ làm việc ở nơi nào mà các em thích. Sinh viên của chúng tôi ra trường không ai thất nghiệp cả. Bởi vì sao? Tại vì nhu cầu lớn quá mà nguồn cung thì lại không đủ. Cái chính là gì? Chúng ta từ cái việc làm đó, chúng ta học như thế nào, chất lượng ra sao để chúng ta còn phát triển cái sự nghiệp chúng ta lên. Dạ. Vậy thưa thầy Long, đứng ở phía doanh nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ cần phải làm gì? Phải thay đổi ra sao để có thể nâng cao cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái doanh nghiệp của mình trước và sau đó là phục vụ cho xã hội? Trước hết là phải khẳng định rằng là cái bối cảnh Covid nó đã đặt doanh nghiệp du lịch vào cái tình trạng thiếu nhân lực một cách trầm trọng. Và cái thiếu nhân lực trước hết đó là những cái nhân lực mà đã từng công tác tại doanh nghiệp. Vì cái đại dịch Covid nên là họ phải chuyển đổi nghề nghiệp cũng như là tạm dừng một thời gian. Nên khi mà bây giờ cái xã hội của chúng ta, cái việc Covid đã khống chế được trở lại, thì chúng ta kêu gọi họ quay trở lại, tạo điều kiện bồi dưỡng họ, đào tạo họ thêm. Tại sao phải bồi dưỡng lại và đào tạo lại? Bởi vì cái nhu cầu của thị trường hiện nay nó đã biến đổi rất là nhiều. Cái ý thứ hai ấy, tôi muốn nhấn mạnh đối với doanh nghiệp đó là các doanh nghiệp cần phải chủ động liên kết với nhà trường hơn. Trước đây thì họ không nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc là phối kết hợp với nhà trường, đưa thực tế gắn với lại học thuật nhiều hơn. Thì họ sẽ phối kết hợp với nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu của thực tế hơn. Nghĩa rằng cái vai trò của họ trong cái đào tạo nguồn nhân lực nó cũng rõ rệt hơn. Chứ không có cái kiểu đổ lỗi cho nhau rằng là nhà trường thì đào tạo sai xa thực tế, còn nhà trường thì nói với doanh nghiệp rằng là các anh không hiểu bản chất của đào tạo. Nhà trường là đào tạo những cái kiến thức nền, cơ bản, và cái việc thích nghi với hoàn cảnh của xã hội và doanh nghiệp thì lại do cái vai trò của doanh nghiệp. Cái giải pháp thứ ba là tôi nghĩ đến doanh nghiệp là phải đa dạng các hình thức đào tạo cho cái nhân sự của mình, kể cả những cái nhân sự tuyển dụng trở lại, những nhân sự mới sẽ giúp cho cái nhân sự cập nhật các cái kiến thức hơn và có khả năng thích ứng với lại nhu cầu của thực tế hơn. Rõ ràng là chúng ta hiện nay không chỉ cần nguồn nhân lực nữa mà phải là nguồn nhân lực chất lượng cao, đúng không ạ? Cho nên luôn luôn cần phải nâng cấp. Vậy thì đứng ở phía là cơ sở đào tạo trường đại học Hùng Vương đã có những cái chính sách gì liên kết với các doanh nghiệp ra sao, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, thưa thầy? Thật sự đây là vấn đề trọng tâm mà. Do đó nên ra là để nâng cao chất lượng thì đối với cái khoa du lịch mà của trường đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã nói với lại các giảng viên, đã gửi cho họ những cái thông điệp là gì, chúng ta không nên cứng nhắc, mà là ngay buổi đầu tiên khi mà giảng viên đứng lớp giảng là đã lồng vô lý thuyết và thực hành luôn. Chứ không thể nào nói là tôi dạy các em là cứ khoảng chừng 60% lý thuyết nhé, rồi bắt đầu 40% thực hành, thì chúng tôi không đi vào con đường đó. Nên ra là lý thuyết và thực hành ngay đầu tiên là chúng ta đã hòa quyện vào nhau rồi. Còn cái thứ hai nữa là gì, cái đội ngũ như tôi nói bắt buộc là anh phải là thạc sĩ trở lên. Đó thứ nhất. Thứ hai là gì, người đó phải kinh qua những công việc mà đúng cái môn mà người ta dạy. Tôi lấy ví dụ như là trong lĩnh vực du lịch, người đó có làm công tác du lịch chưa? Ví dụ người ta nói là tôi dạy về inbound, dạy về nghiệp vụ outbound. Ủa, anh đã đi inbound chưa? Anh đã làm outbound chưa? Anh chưa làm thì anh đừng dạy. Kế tiếp nữa là gì? Tăng cường cái cơ sở vật chất và liên kết với lại các doanh nghiệp. Yeah. Đó nên ra là các em sinh viên được đến hệ thống chuỗi khách sạn, nhà hàng thực tập. Cái thứ hai nữa là gì? Là chúng tôi tăng cường thêm là các phương tiện, máy móc, thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy. Tôi lấy ví dụ như là trường đầu tư vô hệ thống thực tế ảo để các em cảm thấy là chất lượng của cái nội dung nó sẽ được nâng lên rất nhiều. Mặt khác là chúng tôi đưa các phần mềm quản lý vào để cho chính các em là người thực tập luôn cái phần mềm đó. Bộ phận mà chẳng hạn sale marketing là chúng tôi đi cho làm thực tế luôn. Một mặt nữa là gì? Là thú thật, có một số ngành nghề phải nói khủng khiếp. Ví dụ như là chẳng hạn như phát triển du lịch tàu biển đó, thầy Long, tuyển nhân sự không có. Cuối cùng phải tìm nguồn nhân lực của nước ngoài, là của Thái Lan, của Malaysia. Thế nên trường phải mạnh dạn đầu tư để được chúng ta có đáp ứng được nhu cầu. Vậy thưa thầy Long, thì thầy có thể đưa ra một cái dự đoán về những cái biến động của ngành nhân lực du lịch trong những năm sắp tới, và có một cái lời nhắn nhủ nào dành cho các bạn sinh viên đang quan tâm đến cái ngành du lịch không?
những cái người lựa chọn để học ngành du lịch thường là các bạn rất là thông minh. Thông minh ở chỗ là vì là cái cơ hội việc làm cho các bạn đấy nó mở rộng rất là nhiều. Ở cái chiều cạnh là dự đoán cho cái nguồn nhân lực trong cái thời gian tới đây như thế nào, thì đương nhiên là phải khẳng định là sắp tới đây cái nhân lực trong lĩnh vực du lịch vẫn là thiếu. Kể cả ở cái thời điểm mà ngành du lịch Việt Nam không bị ảnh hưởng Covid thì nó vẫn đã thiếu rồi. Thế nên lĩnh vực giáo dục du lịch, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự dành cái sự ưu tiên quan tâm, và kể cả cái nguồn nhân lực mà các bạn quan tâm đến lĩnh vực du lịch, thì các bạn sẽ có một cái tương lai sáng ngời. Dạ vâng. Vậy thầy Khánh có chia sẻ gì thêm về ngành du lịch của trường học Hùng Vương ạ? Bên cạnh cái sự đầu tư về cơ sở vật chất, về giáo trình, thì sẽ còn có những cái chính sách gì hỗ trợ cho các bạn sinh viên theo học ngành du lịch tại trường của mình không ạ? Thứ nhất là gì là chúng ta phải có một số cái chiến lược. Thì trong những cái chiến lược đó, ngoài cái chiến lược mà phát triển về mặt số lượng như tôi nói, thì chúng ta có chiến lược về phát triển về mặt chất lượng. Đầu tư từ con người cho đến tất cả những máy móc, thiết bị, tất cả những phương tiện, công cụ để phục vụ cho công tác đào tạo. Do đó nên chúng tôi có một cái chiến lược mà chúng tôi sẽ đưa vào ngay trong năm 2023. Đó là chiến lược để phát triển kỹ năng sống cho sinh viên, xử lý được mọi tình huống. Bạn cảm thấy bạn có một bản lĩnh, có một cái niềm tự tin, thì nó chắc chắn là bạn sẽ thành công. Ngày hôm nay rất là cảm ơn hai khách mời đã dành thời gian đến chương trình và có những cái chia sẻ rất là cụ thể, rất là rõ ràng về bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch hiện tại. Và hy vọng là với cuộc trò chuyện vừa rồi thì quý vị cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc của mình về cái tình trạng khát nguồn nhân lực du lịch hiện nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa qua, mạng lưới quản lý giáo dục không biên giới EduLightenUp, trường Đại học Phoenicia, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp đã khởi động dự án Tam giác hướng nghiệp hiệu quả năm 2023 nhằm tăng cường hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nâng cao năng lực cho học sinh trung học phổ thông, giúp gắn kết đầu ra các cơ sở giáo dục phổ thông với đầu vào của giáo dục đại học. Với dự án này, các em học sinh trung học phổ thông có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại các trường đại học và doanh nghiệp, được tạo điều kiện nâng cao khả năng nghiên cứu và các kỹ năng mềm, được làm quen với các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Qua đó, các em sẽ hiểu và nhận biết tốt hơn khả năng và sở thích của mình, từ đó có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân. Còn một năm nữa, những học sinh này sẽ phải đưa ra lựa chọn về ngành, trường của mình. Tuy nhiên, băn khoăn và chưa có định hướng rõ ràng là thực tế mà nhiều học sinh gặp phải. Vì thế, việc được tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại các phòng chuyên môn của từng ngành nghề ở trường đại học giúp các em có hiểu biết sâu hơn. Sau buổi thuyết trình của các anh chị thì em cũng thấy được là em đã có một cái chút định hướng về tương lai của mình chẳng hạn, và cũng học được rất là nhiều điều từ anh chị. Với sự tham gia của cả ba bên là trường phổ thông, trường đại học và doanh nghiệp, Tam giác hướng nghiệp đã lấp được khoảng trống tính hình thức trong hướng nghiệp cho học sinh hiện nay. Thông qua chương trình đã giúp học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, gặp gỡ các thầy cô, chuyên gia và lãnh đạo của các doanh nghiệp. Từ đó các em có kiến thức thực tiễn và có động lực để nuôi dưỡng đam mê và sẵn sàng cho con đường các em mong muốn theo đuổi trong tương lai. Em nhớ nhất là 4 cái yếu tố quan trọng nhất khi chọn nghề nghiệp. Sau hôm nay về em sẽ có những cái hành động rõ ràng hơn để phát triển cho sự nghiệp của mình ạ. Học sinh có thể vừa thực hành, vừa nghiên cứu và vừa có cái sự trải nghiệm đối với các hoạt động nghề nghiệp. Sự tiến bộ của cái mô hình này ở năm thứ 2 là ở 2 tiêu chí. Một là cái số lượng các trường học đã tham gia nhiều hơn. Và thứ hai là lĩnh vực ngành nghề mà chúng tôi đem đến cho các trường cũng đã được tăng lên. Tự thân cơ hội trải nghiệm để các em lựa chọn được cái hướng đi ngành nghề phù hợp với mình. Và trong ngày này chúng tôi vẫn nói rằng là cái nghề nghiệp thì không phải quyết định hoàn toàn, mà trong đó những cái kỹ năng rồi thái độ của em trong quá trình em thực tập, cái làm việc thì nó cũng giúp em trưởng thành rất là nhiều. Vì rõ ràng là với cả một cái thế giới hiện nay biến động như thế này thì chắc chắn là nghề nghiệp nó thay đổi rất là nhanh. Hiện chương trình hỗ trợ cho học sinh của 17 trường trung học phổ thông ở Hà Nội, Nam Định, Yên Bái, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mục tiêu của chương trình sẽ nhân rộng hiệu quả cho các trường trung học phổ thông trong cả nước để giúp cho hoạt động hướng nghiệp không còn hình thức mà mang đi vào thực chất. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vững bước tương lai tuần này. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào lúc 16:20 Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1, 8:45 thứ hai hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 4, hoặc xem lại trên kênh YouTube của truyền hình Vĩnh Long. Khánh Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.